Dạ, em nhân xin kính chào quý cô chú anh chị. Kính chúc cô chú anh chị mình cuối tuần thật là nhiều niềm vui và may mắn. Xem kênh em Nhân, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Nhân nha. Và ngày hôm nay em Nhân sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình một mẫu xe qua sử dụng mới về bên em. Đây là Innova số sàn đời 2019 của chú anh chị. Thì các anh em trong đội ngũ xe qua sử dụng đang cà số khung, số máy sẵn để khi nào có cô chú anh chị nào chúng ta mua xe này về đi rút gốc xong rồi có sẵn cái bản cà số khung, số máy để chúng ta đi bấm số lại. Thì ra khu vực này thấy cũng đẹp đẹp cho nên quay luôn cho cô chú anh chị mình coi. Innova nghe cô chú anh chị 2019 số xa đó. Thì đi cũng tương đối. Thì trước tiên em muốn quay cái động cơ cho cô chú anh chị mình coi. Đó. Riêng Toyota này máy móc thì được đảm bảo cô chú anh chị, chạy nó bền với thời gian. Cũng cam kết rất là rõ với cô chú anh chị mình là không đâm đụng, không ngập nước, không bị tua đồng hồ km. Và động cơ là không bị đại tu, không sửa chữa bất cứ chi tiết nào ha. Rồi hộp số cũng như vậy luôn. Nhiều cô chú anh chị mình mua xe cũng rất là sợ mua lầm. Cho nên là biết được vấn đề đó thì bên em rất kỹ trong cái khâu mà đầu vào. Khi mà thu xe thì cũng coi rất là kỹ chất lịch sử hãng, xem có sửa chữa gì lớn không. Ngoài ra thì cũng phải kết hợp với kinh nghiệm của các anh coi xe nữa. Xem coi xe nó có bị đâm đụng hay là có bất thường, cảm giác lái nó như thế nào. Đó, như cái máy này nè, cam kết của chú anh chị mình là không bị đâm đụng nữa không. Khung gầm là còn mới cáo luôn nè cô chú anh chị. Đó. Một cái xe mà bị cấn đụng nặng rồi thì làm cỡ nào cỡ thì cũng phải có dấu để lại để thấy, cho nên là rất là dễ kiểm tra vấn đề này. Anh chị mình an tâm cái phần mà gọi là không cấn đụng. Còn về chạy xước nhẹ nhẹ thì bắt buộc phải có cô chú anh chị. 2019 tới bây giờ cũng gần 5 năm trời đi. 5 năm trời đi thì tất nhiên là cũng có chạy xước, thì về bên em cũng sẽ dọn rửa lại, sơn phết lại cho nó đẹp. Còn anh chị nào hỏi em Nhân chiếc này có sơn hay không thì em Nhân là có sơn. Ví dụ như cản trước có chạy thì phải sơn lại, cửa có chạy thì cũng phải sơn lại cho nó đẹp, cho nó tươm tất. Dù là xe cũ nhưng mà nó cũng phải liền lạc, nhìn coi sao cho nó được nha. Còn về cấn đụng nặng, về ảnh hưởng tới khung gầm thì chắc ăn là không rồi cô chú anh chị, không có chuyện đó rồi. Xe được trang bị phim cách nhiệt nè và cái viền che mưa ở phía ngoài xe này cô chú anh chị. Cái viền chân kính này như là cũng gắn thêm cô chú anh chị. Innova bản thân nó không có đâu, viền chân kính nè, mạ chrome nè. Đó, đây bên trong đây cô chú anh chị, chủ cũ họ đã lên sẵn cái bộ ghế da rồi, da simili của chú anh chị. Đó, da này thì cũng tương đối cao cấp á. Đi thì tới giờ 4-5 năm mà cô chú anh chị mình thấy còn mới lắm nè, không có bị nhăn, không có bị sẹp như trên nè. Đó, thấy là mê hơn cô chú anh chị. Và số sàn nha, phù hợp với anh chị nào đang cần một cái xe đi gia đình ở dưới quê miền Tây mình hay là miền Đông Nam Bộ đi gia đình, kết hợp với lâu lâu chở khách đi sân bay, đi khám bệnh, đi chùa, đi đám tiệc vậy đó. Xe này thì đăng kiểm tới 8 chỗ là đi rất là rộng rãi thoải mái nha. Xe thì màn hình trung tâm này là zin theo xe rồi. Điều hòa nè, các chế độ lái thì có đầy đủ ha, 7 túi khí. Xe còn được trang bị thêm cái màn hình ốp gương kết hợp cam hành trình trước sau này của chú anh chị. Đó, này ghi hình là trước sau luôn ha, có là phong trần nữa đây, đó là phong trần nè. Và ô đô của em nó đi bao nhiêu đây, em sẽ quay đúc cái chìa khóa vô mở lên cho cô chú anh chị mình coi ha. Đây, thì cũng tương đối của chú anh chị, 2019 tới bây giờ là gần 5 năm. Thì em nó đi được, đâu rồi, mất tiêu rồi, cái ô đô. Cô chú anh chị mình đợi em Nhân một tí nha, em Nhân sẽ mở cái ô đô cho cô chú anh chị mình coi. Đây, đây sao không lấy nét. Đó, rồi, cô chú anh chị nhìn nè, 93.600 km đó là số km mà em nó đã đi từ 2019 tới bây giờ cô chú anh chị. 2019 tới bây giờ, nếu bình thường zin theo hãng gọi là tiêu chuẩn á, là 3 năm là 100.000 và cái đó là cũng cái điều kiện bảo hành của hãng luôn. Nhưng mà xe này 5 năm đi mới 93.000 thì nói chung là cũng còn tương đối ít ha. Ở dòng Innova này thường về cũng cài bừa nhiều lắm. Mua xe về thì lâu lâu mới có những chiếc mà ít đi của chú anh chị, còn đa số là mua về là phải đi, đi phải đi ha, 93.000. Thì anh chị nào thích thì chúng ta lên coi xe trực tiếp thôi, em Nhân giới thiệu cho cô chú anh chị mình
thông tin sơ bộ của em nó. Chiếc này thì bên em còn mua thêm cái gói gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị mình nữa, tức là bảo hành chính hãng, động cơ và hộp số thêm 1 năm hoặc là 20.000 km cho cô chú anh chị mình nữa ha. 2019 tới bây giờ thì tất nhiên là hết bảo hành chính hãng của hãng rồi. Tại vì bảo hành nó chỉ có 3 năm hoặc là 100.000 km thôi. Đó. Giờ là 2019 tới 2024 là cũng gần 5 năm rồi. Thì bên em có mua thêm cái gói dài hạn bảo hành cho cô chú anh chị mình thêm 1 năm hoặc là 20.000 cây số nữa nha. 2.0e của chú anh chị, màu này là màu đồng ánh kim nha cô chú anh chị, đồng ánh kim. Biển số tỉnh nhưng mà không quan trọng đâu. Tại vì giờ rút gốc rồi về thì chúng ta cũng bấm số lại thôi, bình thường không vấn đề gì ha. Cũng không khác biệt gì nhiều. Đây mấy anh em đang tới khà số khung. Đó thì anh chị mình mua cho bên em thì giấy tờ đầy đủ. Bao rút gốc thì có gốc đầy đủ, có số khung, số máy đầy đủ. Đặc biệt là xe không bị gọi là phạt nguội, không bị vướng tranh chấp, không kiện tụng gì ha, không có tài sản tranh chấp. Thì anh chị mình mua về là mình tự tin, mình đi. Có vấn đề này cũng hơi lăn tăn là thời gian này nó cũng hơi cận Tết á, không biết rút gốc có kịp hay không. Nhưng mà nếu mà không kịp thì anh chị mình mua về mình cứ chạy, chạy qua Tết. Qua Tết mình gửi biển số lên lại cho bên em nhân rút gốc cũng được. Tại vì rút gốc giờ khoảng 2 tuần, mà tuần này, tuần sau, thứ sáu tuần sau là đã 23 Tết rồi, đùm táo rồi. Là công an không kịp trước Tết á, về bấm số không kịp rồi là xe lúc đó mình đã gỡ biển số ra rồi là không đi được. Đó thì nó phiền nữa. Thì anh chị mình nếu được thì mình cứ chạy qua Tết rồi chúng ta đi rút gốc sau. Thì thời hạn kể từ ngày công chứng mua bán tới ngày mà đi rút gốc là khoảng 1 tháng. Một tháng trên tháng mới bị phạt. Chúng ta chạy cả chừng mười mấy 20 ngày chắc không sao. Đó. Đây và giá cả của em nói đây cô chú anh chị. 520 thì còn thương lượng nha cô chú anh chị. Có mua thêm 1 năm bảo hành cho cô chú anh chị mình nữa. Đây là thông tin của em nói đây. Dạ. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ với em Nhân nha. Innova số sàn đời 2019. Đó. Màu đồng ánh kim. Và bên này thì cũng còn một số xe nữa cô chú anh chị. Em cũng muốn quay cho cô chú anh chị mình coi, tăng thêm cái phần gọi là nhiều sự lựa chọn cho cô chú anh chị mình. Và đặc biệt thì có một cái cặp đỏ bên đây. Đó, cặp đỏ em có quay hôm bữa rồi. Camry 2.0Q màu đỏ, năm sản xuất 2022, và Cola Cross màu đỏ bản 1.8G màu đỏ. Đó, thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ lên kênh của em Nhân thì có đầy đủ những video của các em này. Cần Tết rồi thì anh chị nào có muốn mua xe bán xe thì chúng ta cũng tranh thủ nha. Làm cho kịp Tết cho nó ổn thỏa xong xuôi hết. Thì lúc đó thì nó sẽ ăn Tết rồi thoải mái. Đó. Cặp đỏ này mua về Tết là đúng đẹp luôn cô chú anh chị. Đỏ tươi luôn á, nhìn rất là đẹp. Camry Cross G. Cross G giờ nó ngưng sản xuất nha cô chú anh chị. Ngưng sản xuất rồi. Giờ mua kiếm mấy mẫu này hiếm lắm. Anh chị nào có thiện chí muốn mua mà tìm ở đó giờ đang săn mà không có thì sở hữu em này cũng rất là hay. 2022 mới đi 10.000 cây thôi. Đây. Rất là đẹp. Rồi anh chị mình có nhu cầu liên hệ em Nhân nha. Em kết thúc video đây, kính chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống.